Lương Mỹ Kỳ phản pháo khi bị quý chụp lườm xẻo Minh Tú, tiết lộ mối quan hệ chị em từ xưa. Vì một ánh mắt được cư dân mạng cho là thiếu thiện cảm với huấn luyện viên Minh Tú, Lương Mỹ Kỳ phải lên Facebook cá nhân để giải trình. Có thể nói từ trước khi Miss International Queen 2020 đại sứ hoàn mỹ diễn ra, người đẹp chuyển giới Lương Mỹ Kỳ đã là cái tên được đông đảo dân mạng kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong cuộc thi năm nay. Ngoài sở hữu body nóng bỏng, Lương Mỹ Kỳ cũng là nhân vật quen mặt khi được phong cho danh hiệu Thánh Game Show. Tuy nhiên thời gian gần đây, Lương Mỹ Kỳ liên tục gặp rắc rối với cư dân mạng khi bị nhận xét là giả chân trong chương trình. Đỉnh điểm nhất là ánh nhìn bị cư dân mạng quy chụp là lườm xéo huấn luyện viên Minh Tú. Ngay lập tức, Lương Mỹ Kỳ đã có phản hồi trên trang cá nhân về sự việc này. Em chỉ mong mọi người có thể đọc và hiểu cho em khi chưa từng tiếp xúc với em ở bên ngoài thôi. Khi tập 4 phát sóng, ai cũng bảo em Mỹ Kỳ có thái độ lườm hay vô lễ vô học với chị huấn luyện viên Minh Tú. Em cảm thấy rất buồn. Ngày hôm đó tất cả team em gồm Vi, Bolo, Ngọc Sang được cho vào phòng của team mình. Một anh biên tập viên bên ban tổ chức chương trình mới bảo rằng mời huấn luyện viên Hoàng Thùy bước vào phòng, câu đấy dẫn nhưng không lên sóng. Khi em nghe câu đó, em chỉ nghĩ chị Thùy sẽ bước vào với team và em cũng đang rất hy vọng là team em sẽ chiến thắng tiếp tục. Nhưng chị Minh Tú bước vào thì em lại vô cùng, rất bất ngờ. Đặc biệt ngày hôm đó chị Tú mang theo tụng đệm và em nhìn vào tụng đó thôi và không biết trong đó có gì và chuyện gì hay thử thách gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thật lòng em chỉ rất bất ngờ về tụng đệm và nhìn nó chứ em không có ý gì, không xem trọng chị Minh Tú cả. Điều này em chia sẻ thật lòng. Không chỉ riêng tại đại sứ hoàn mỹ thôi, mà em đã gặp chị Minh Tú rất nhiều lần tại các show diễn khác. Em đều chào và dạ hỏi một cách lễ phép nhất, và chị em đã từng làm việc tại chương trình Bật Mí Chuyện Sao năm 2019. Khi em làm sản xuất và biên tập cho game show ấy, và lúc đó em còn chưa chuyển giới gì cả. Không chỉ riêng chị Minh Tú mà tất cả các cô, chú, anh, chị em nghệ sĩ, người lớn trong nghề em đều chào hỏi và rất mực tôn trọng. Đôi khi cả bác bảo vệ, cô lao công em đưa ra một vật gì đó em đều đưa hai tay cả. Đó là những quy tắc ứng xử mà cha mẹ luôn dạy cho em. Đây là những chia sẻ thật 100%. Em chỉ mong mọi người có thể hiểu cho em. Ngoài ra em sẽ luôn cố gắng trau dồi và rèn luyện để có thể thể hiện thật tốt tại đêm bán kết sắp tới. Cô nàng phải viết tâm thư giải trình trên trang cá nhân. Cụ thể ở trong tập 4 của Đại sứ Hoàn Mỹ khi vừa phát sóng, Lương Mỹ Kỳ và Tường Vi đã nhận về cả rổ gạch đá vì thái độ nói chuyện được cư dân mạng cho là thiếu tôn trọng Minh Tú. Về phần Lương Mỹ Kỳ, cô bị nhận xét là trợn tròn mắt lườm xéo Thùy Liễu, Minh Tú và không hề cúi đầu chào như những thí sinh còn lại. Trước những chỉ trích của cư dân mạng, Lương Mỹ Kỳ giải thích rằng ban đầu biên tập của chương trình nói mời huấn luyện viên Hoàng Thùy bước vào. Tuy nhiên, người bước vào là chị Minh Tú nên khiến cô nàng và team rất bất ngờ. Ánh mắt Mỹ Kỳ nhìn chiếc túi Minh Tú cầm theo không hề lườm xéo. Ngoài ra, Lương Mỹ Kỳ cũng tiết lộ đã biết Minh Tú từ trước, từng hợp tác với siêu mẫu ở các game show thời Lương Mỹ Kỳ còn chưa chuyển giới, hoàn toàn không ghét bỏ gì Thùy Liễu cả. Lương Mỹ Kỳ khoe ảnh chụp cùng Minh Tú hồi năm ngoái. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!